mỗi khi ai đó hỏi về sự văn minh và trung thực trong cốt cách của người Nhật Bản, thì người ta luôn nhớ nghe thấy câu chuyện về những sạp hàng không người bán của người Nhật. Vào buổi sáng, người chủ cửa hàng nông sản ở quốc đảo này chỉ cần bày hàng lên, ghim giá cả và để một thùng đựng tiền ở đó. Sau đó họ đi làm việc khác. Những vị khách muốn mua hàng sẽ tự chọn, tự cân và bỏ tiền vào thùng. Chiều đến, người chủ chỉ việc quay lại dọn hàng, lấy tiền trong thùng và trở về nhà. Điều đáng nói, đó là số tiền mà họ thu được không thiếu một xu và gian hàng cũng không mất một hạt đậu nào. Rất nhiều những câu chuyện khác tương tự như vậy được lan truyền và cũng chẳng biết từ bao giờ. Nhân cách của người Nhật đã vô thức trở thành một thước đo lý tưởng cho sự nhân văn mà xã hội hiện giờ cần noi gương để học hỏi. Sự thật là không ít người Việt mình cũng có quan điểm như vậy, thậm chí xuất hiện cả những sự so sánh và giễu cợt mỗi khi đặt người Việt và người Nhật lên bàn cân. Thế nhưng, sự so sánh nào cũng được khập khiễng và chẳng có một xã hội nào là hoàn hảo cả, kể cả đó là Nhật Bản. Chẳng qua, những hiện thực khốc liệt đằng sau ánh hào quang của một Nhật Bản màu hồng đã bị nhấn chìm sau gương mặt tật thà và hiếu khách của con người nơi đây. Và hôm nay, mình sẽ cùng các bạn khám phá những góc tối của nước Nhật trong video ngày hôm nay nhé. Nếu ai đó hỏi mình rằng người dân đất nước nào là thân thiện nhất, mình sẽ chẳng ngần ngại mà hô to: Việt Nam. Người Việt có phải là hoa hậu thân thiện nhất thế giới không? Thì mình cũng chưa rõ lắm, vì mình cũng không am hiểu nhiều về tất cả các quốc gia trên thế giới. Thế nhưng có một sự thật không thể phủ nhận, đó là chỉ cần ngồi vào bàn nhậu thì đối với người Việt, anh em bốn bề là nhà, người dưng khác họ vẫn là anh em. Thế nhưng đối với người Nhật thì không bao giờ có chuyện như vậy. Nếu như không thực sự tiếp xúc với những người Nhật, bạn sẽ chẳng thể hiểu được rằng các phương tiện truyền thông đã tẩy trắng cho người Nhật dã man tới mức nào. Người Nhật Bản hiếu khách, người Nhật Bản thân thiện, thích giúp đỡ người khác, vân vân và mây mây. Ê, không hề nhá, người Nhật không hề cao thượng theo cái cách mà thế giới tung hô đâu. Ngược lại, họ khá là thảo mai, giả tạo và không đơn giản những gì mà chúng ta thấy bên ngoài. Để hiểu rõ hơn về người Nhật, hãy cùng nghe câu chuyện dưới đây mà mình kể nhé. Người Nhật giả tạo. Nếu như anh em có bạn bè hay người thân có dự định du học hay xuất khẩu lao động ở Nhật Bản thì nhất định không được bỏ qua câu chuyện này để đề phòng và cảnh giác khi làm việc chung với người Nhật nhé. Câu chuyện sau đây là của em họ mình trải qua trong thời gian tập tễnh chân ướt chân ráo sang Nhật. Những ngày mới sang, con bé xin làm nhân viên rửa bát ở một tiệm sushi của Nhật. Thời gian đó, em mình còn lóng ngóng vì khả năng nghe đọc của nó chưa tốt, nhiều chữ không thể nghe ra đồng nghiệp người Nhật của nó đang nói gì. Bản thân nó thì vẫn biết mình chưa làm tốt và luôn dành thời gian để rèn luyện nghe thêm. Thế nhưng trái với sự lo lắng của em gái mình thì đồng nghiệp ấy lúc nào cũng cười dịu dàng và rót vào tai của em mình những lời khen rằng hãy cố lên nhé, rằng người trẻ Việt Nam thật giỏi giang và năng động. Thế nhưng đằng sau những nụ cười hiền hậu ấy thì đồng nghiệp người Nhật kia thì đã mách lẻo với người chủ rằng em của mình như một kẻ chậm chạp, lười biếng, tai điếc và không phối hợp với đồng đội. Em mình chỉ biết điều này khi mà người chủ cửa hàng gọi nó ra mắng và đuổi việc nó. Lúc đấy con bé kiểu what, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Và thế là em gái mình đã có một bài học cũng như cú sốc văn hóa đầu tiên trong cuộc đời của nó khi đặt chân tới Nhật Bản. Không được tin lời người Nhật nói, họ chính là như vậy đấy. Có thể trước mặt họ luôn dành những lời khen tuyệt vời nhất cho bạn, thế nhưng sau lưng thì họ nghĩ phải động ngược lại hoàn toàn đấy. Thế nên nếu bạn nhận được lời khen từ người Nhật thì đừng vội mừng, vì chưa chắc là sự thật họ đã nghĩ như vậy đâu. Người Nhật luôn dạy con cháu của họ nói dối là không tốt. Thế nhưng hầu hết con người ở đây đều thường xuyên nói dối, nói giảm, nói tránh, cả nể vì không muốn mất lòng ai cả. Đây cũng đã trở thành truyền thống giao tiếp của người Nhật luôn. Giả dụ bạn mời người Nhật ăn thử một món ăn mà bạn làm thì họ sẽ rất phấn khởi và tấm tắc khen ngon. Thế nhưng sau lưng họ thì họ nói với nhau rằng món ấy dở tệ. Ban đầu bạn có thể cho rằng đó là họ lịch sự và tôn trọng người khác. Thế nhưng về lâu về dài thì bạn mới thấy được cái sự giả tạo ấy nó khó chịu thế nào. Thực sự không thể hiểu được cảm xúc thật của người ta, không biết người ta khen thật hay khen đều mình luôn ấy. Mà một xã hội toàn những con người như vậy thì tất nhiên làm gì có tí tình người nào. Người Nhật vô cảm. Người Nhật đối với người nước ngoài thì luôn có một ánh nhìn coi thường, thậm chí là thượng đẳng tới mức không muốn kết giao. Thế nhưng mối quan hệ trong đồng bào của họ thì cũng không hề tốt đẹp gì. Thậm chí là mối quan hệ trong gia đình, dù là ở đất nước nào thì những người làm bố mẹ cũng đều sẵn sàng dành tất cả những gì tốt nhất cho con của mình. Thế nhưng không phải người con nào ở Nhật cũng phụng dưỡng đấng sinh thành của họ từ cuối đời. Theo số liệu thống kê của tạp chí Spa thì ngày càng có nhiều người Nhật bỏ rơi, thậm chí là đơn giản biến mất, để lại cha mẹ già bơ vơ. Nếu như tìm hiểu về văn hóa và lịch sử của đất nước này thì bên cạnh những tập tục truyền thống được ca ngợi, xứ Phù Tang cũng sở hữu không ít những hủ tục dân gian tàn nhẫn đến giận người với đấng sinh thành. Trong đó phải kể đến chính là tục lệ Ubaste. Đây là hủ tục được cho là ra đời từ thế kỷ 18 theo thể thức truyền miệng. Trong giả thuyết, thời điểm đó, thời gian diễn ra nạn đói Teme
Thời kỳ đen tối của xã hội Nhật Bản khi bị nhấn chìm bởi khủng hoảng lương thực. Và để giảm bớt sức ép về nhân khẩu, người ta thường vứt bỏ người thân lớn tuổi tại một nơi hoang vắng, hẻo lánh như là trên núi cho tới chết, vì họ không còn khả năng lao động, không thể tạo ra giá trị nữa. Mặc dù đây chỉ là một hủ tục thất truyền trong dân gian mà không có tài liệu ghi chép cụ thể, thế nhưng nó dần xâm nhập và tác động đến đời sống của người Nhật hiện đại. Ubasute trong xã hội hiện đại đã bị người Nhật lợi dụng với lý do là vừa phải phấn đấu cho sự nghiệp, gia đình riêng, vừa phải chịu trách nhiệm chăm lo bố mẹ khi về già. Tỷ lệ già hóa dân số thuộc top đầu thế giới đã khiến cho gánh nặng lo toan, kiếm tiền mưu sinh khiến người trẻ Nhật Bản rơi vào tình trạng stress, bế tắc. Vì vậy mà nhiều người Nhật làm những hành vi sai trái, suy đồi đạo đức khi tìm cách gián tiếp hại người thân của mình theo phong tục Ubasute cổ hủ. Năm 2011, Kazuo Kurokawa, người đàn ông 63 tuổi, đã bị buộc tội bỏ rơi người chị gái tàn tật Sachiko của mình trên sườn núi tỉnh Chiba sau khi đưa bà tới đó và chỉ để làm một ít đồ ăn. Kazuo Kurokawa nói rằng sau khi nhà của họ bị phá hủy trong trận động đất thì Sachiko đã trở thành một gánh nặng mà ông không thể tiếp tục chăm sóc cho bà. Người chị tật nguyền được cho đã qua đời trên sông Obitsu ngay sau đó. Hay là năm 2018, một người phụ nữ thất nghiệp đã bỏ rơi người cha già của mình giữa đường cao tốc. Ritsuko Tanaka đã đưa người cha 76 tuổi đến một trạm dừng trên đường cao tốc Chugoku ở ngoại ô Kobe rồi trở về nhà cách đó tận 70 km. Đáng nói, cha cô là một bệnh nhân Alzheimer, hội chứng gây suy giảm trí nhớ. Khi được hỏi, người cha 76 tuổi không thể nhớ được tên của mình và địa chỉ nhà nhưng lại không quên tên con gái. Vụ việc này đã gây ra một cuộc tranh cãi gay gắt trên mạng. Nhiều người mô tả hành động của Ritsuko Tanaka là vô cảm và lên án cô vô ơn với bố của mình. Nhưng cũng có người tỏ ra thông cảm với sự căng thẳng mà Tanaka phải đối mặt khi chăm sóc một người bệnh trong hoàn cảnh kinh tế eo hẹp. Một quan hệ giữa cha mẹ và con cái Nhật Bản cũng không còn sâu sắc như Việt Nam khi những người con trưởng thành và làm việc xa gia đình. Việc bạn rời quê lên thành phố để học hay làm việc ở Nhật và ở Việt Nam thì đều giống nhau. Tuy nhiên ở Việt Nam, những cuộc gọi đến và đi giữa bố mẹ và con cái xuất hiện với mật độ dày đặc, thậm chí là hàng ngày với thời gian vài tiếng đồng hồ một ngày. Thế nhưng đối với người Nhật thì hành động này khá là phiền phức. Tại sao á? Vì người Nhật xa quê rất ít khi gọi điện về cho bố mẹ. Từ xưa người Nhật có câu không có tin tức gì có nghĩa là tin tốt, tức là nếu họ không liên lạc về cho gia đình đồng nghĩa với việc là họ đang sống tốt, và nếu có gì cần thì chắc họ sẽ gọi điện và viết thư về thôi. Có những cha mẹ Nhật Bản thừa nhận là họ không nhớ chính xác lần gần nhất mà con cái gọi điện về cho họ là khi nào, và dù có gọi về thì con cái của họ cũng chỉ nói là họ khỏe và họ bận mà thôi. Tuy nhiên, đối với văn hóa Nhật Bản, điều này không hoàn toàn đồng nghĩa với việc là tình cảm gia đình của người Nhật không tốt. Chẳng qua, đây là văn hóa thôi. Ngày nay, xã hội Nhật Bản đã có những bước tiến vượt bậc. Người già tại nhà dưỡng lão nhận được sự quan tâm chăm sóc của các điều dưỡng viên tận tâm cùng với thiết bị y tế hiện đại, sẽ không tồn tại cảnh con cái phải lựa chọn từ bỏ cha mẹ để sống cuộc sống của chính mình nữa. Thế nhưng, một số người già thì vẫn chọn lựa tách ra khỏi gia đình khi cảm thấy bản thân không còn sức lao động. Có người vào nhà dưỡng lão, có người thì chọn sống và chết một mình để không làm phiền đến con cái. Vậy nên cũng chẳng có gì là quá bất ngờ trước việc người Nhật vẫn tiếp tục hoàn thành công việc của mình khi nghe tin người thân mất. Phản ứng duy nhất của họ đó là ồ, thế à? Và cho rằng người mất thì cũng đã mất rồi, về sớm hay về muộn thì cũng như nhau mà thôi. Tuy nhiên, như nói ở trên, rất khó có thể đoán được cảm xúc thật của người Nhật Bản. Có thể trong lòng họ thực sự rất buồn khi nghe tin đó, nhưng tinh thần và trách nhiệm về công việc thì không cho phép họ bỏ dở công việc mà mình đang làm. Văn hóa làm việc vô cùng stress. Tinh thần trách nhiệm của người Nhật Bản là một điều đáng học hỏi và trân quý. Thế nhưng, làm việc tới mức tự kết thúc cuộc đời của mình thì nghe chừng không ổn tí nào. Và vấn nạn này thì thực sự nghiêm trọng ở đất nước Nhật Bản. Nó được gọi bằng một cái tên khác, đó là vấn nạn Karoshi. Người Nhật không có một thuật ngữ nào để chỉ sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Trong các công ty Nhật Bản, làm thêm giờ như là một việc hiển nhiên và chẳng còn xa lạ khi thấy người Nhật sẵn sàng tăng ca tới 8 hoặc 9 giờ tối. Sự thật thì chẳng có ai cưỡng ép họ làm vậy cả. Thế nhưng trong thâm tâm người Nhật, họ luôn cảm thấy đây là điều bắt buộc. Họ sẵn sàng tăng ca mà không có lương. Họ chỉ cần biết họ làm để hoàn thành chỉ tiêu, làm hoàn thành công việc đúng hạn và để không bị đánh giá thấp năng lực hay thậm chí là sa thải. Và đó dần trở thành nét văn hóa khó từ bỏ trong các công ty Nhật. Bên cạnh 8 giờ làm hành chính thông thường, thống kê cho thấy 1/4 người lao động Nhật Bản làm thêm trên 80 giờ trên một tháng, tức là họ đã làm 10 tới 12 tiếng một ngày. Không giống như ở Việt Nam, 8 giờ sáng vào làm thì ướt nẹo đi ăn sáng đến 8 rưỡi và lướt Facebook đến 12 giờ thì nghỉ tay ăn trưa. Chiều đến thì chỉ kịp uống vội cốc trà sữa, nói dăm ba câu chuyện rồi lại cắp cặp đi về. Cách làm việc của những người lao động Nhật Bản thực sự là không thể chê được.
chăm chỉ và rất có trách nhiệm. Thế nhưng, song song với sự phát triển thì làm việc quá sức đã dẫn tới những vấn đề lớn trong tâm lý cũng như về sức khỏe của người lao động Nhật Bản. Mỗi năm tại Nhật có tới gần 2.000 ca tử vong có liên quan tới công việc, chủ yếu là do đột quỵ, đau tim, trầm cảm và tự tử. Cứ 5 người lao động Nhật Bản thì có một người nằm trong nhóm có nguy cơ tử vong vì làm việc quá sức. Đối với người lao động ở quốc đảo này thì họ đều thừa nhận làm việc quá sức là một vấn nạn cần phải giải quyết. Tuy nhiên, nền văn hóa coi trọng sự cống hiến ở Nhật không cho phép họ thua kém và dậm chân tại chỗ, trong khi nhiều người khác thì vẫn đang làm việc. Nhất là khi người lao động là nam giới thì chỉ được tôn trọng và có cơ hội thăng tiến nếu dành phần lớn thời gian cho công việc. Tháng 7 năm 2013, nữ phóng viên Miwa Sado của đài truyền hình NHK Nhật Bản được phát hiện đã tử vong trên giường. Lúc đó, trên tay cô vẫn còn đang cầm chiếc điện thoại di động. Nguyên nhân tử vong là do suy tim vì làm việc quá sức. Là một phóng viên chuyên đưa tin chính trị, cô đã làm việc liên tục trong khoảng thời gian bầu cử tại Nhật, làm thêm tới 159 giờ, gấp 5 lần thời gian trung bình. Miwa Sado chỉ nghỉ vỏn vẹn đúng 2 ngày trong một tháng. Năm 2015, cái chết của một nhân viên trẻ tuổi làm việc cho công ty quảng cáo đen sự đã làm thay đổi thái độ của người dân đối với sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống trên toàn nước Nhật. Cô gái 24 tuổi Matsuri Takahashi đã nhảy lầu tự tử. Điều tra cho thấy cô gần như không ngủ sau khi làm thêm khoảng 100 giờ trong một tháng. Đây được coi là nguyên nhân chính dẫn tới kết cục thương tâm của cô gái trẻ. Người Nhật rất coi trọng thể diện và cái nhìn của mọi người xung quanh. Chính vì thế, ngay cả khi một người Nhật bị ngất vì làm việc quá sức, họ cũng sẽ khó chịu và tức giận nếu người khác giúp mình hoàn thành công việc đó, bởi họ không muốn có cảm giác thua kém hay mang ơn người khác. Lòng tự trọng không cho phép họ nghỉ ngơi và nhờ vả người khác làm tiếp công việc của mình hay thừa nhận mình có vấn đề về sức khỏe. Điều đó thì không khác gì một sự sỉ nhục khi bản thân họ cảm thấy mình không mang lại giá trị. Hàng năm, chính phủ Nhật chấp nhận khoảng 200 yêu cầu bồi thường cho những người qua đời vì karoshi. Thế nhưng, các nhà vận động thì vẫn đang cố gắng xóa bỏ vấn nạn này. Họ cho biết là 200 vẫn còn quá nhỏ so với con số thực tế là 10.000 nạn nhân. Hội chứng Hikikomori. Nói về lòng tự trọng thì Nhật Bản xếp thứ 2, không ai dám thứ 7 vào Chủ nhật. Thế nhưng, bên cạnh tinh thần võ sĩ đạo, Hikikomori là một hội chứng tâm lý nguy hiểm đang xuất hiện rất nhiều ở thế hệ trẻ Nhật Bản, đặc biệt là ở nam giới. Đây là hiện tượng người bệnh có xu hướng tự giam mình trong phòng, từ chối tham gia vào đời sống xã hội và các hoạt động gia đình trong khoảng thời gian dài từ 6 tháng trở lên, chỉ liên hệ duy nhất với người thân trong gia đình. Những người mắc hội chứng này chỉ ở lì trong phòng và lên mạng suốt ngày. Họ chìm ngập trong thế giới ảo và hoàn toàn cách ly với cộng đồng. Có những thanh niên Nhật 10 năm không bước ra khỏi nhà là chuyện rất bình thường. Những đối tượng mắc phải chứng Hikikomori đại đa số thuộc lứa tuổi thanh thiếu niên. Ngoài ra còn một số ít người là trung niên. Theo số liệu thống kê, hiện nay ước chừng có gần 50.000 trường hợp trên cả nước Nhật Bản. Nhưng thực tế thì con số này có thể lên tới hàng triệu người. Thậm chí, những người mắc hội chứng này cũng không cần đi học hay đi làm và chỉ ra khỏi nhà mỗi khi họ cần mua thêm đồ ăn. Họ đơn thuần chỉ cần ăn uống ở mức độ tối thiểu đủ để sống qua ngày. Cứ mỗi ngày trôi qua như vậy, họ chỉ ở trong phòng xem truyện tranh, phim hoạt hình hoặc chơi điện tử rồi tự nhốt mình lại, cách ly với thế giới ngoài kia. Một điều đặc biệt là những bệnh nhân mắc Hikikomori thường là những thanh niên thông minh, có năng lực. Rất hiếm gặp Hikikomori trong các gia đình nghèo. Môi trường trung lưu, các gia đình trung lưu thì tiềm ẩn nguy cơ cao xuất hiện hội chứng này. Phần lớn Hikikomori là những thanh niên đã tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp đại học xong, họ trở thành những Hikikomori. Theo các chuyên gia thì Hikikomori là trạng thái tâm thần bất thường, mà nguyên nhân của nó do các tác động bên ngoài như sức ép từ học hành, thi cử, sức ép từ công việc hay từ gia đình, xã hội, dẫn tới những người bệnh rơi vào trạng thái trầm uất, không mơ ước, không hoài bão, không chí hướng, chán nản và tuyệt vọng. Thế nhưng, những hệ lụy mà các bệnh nhân mắc chứng Hikikomori mang đến cho xã hội thì không thể làm ngơ được. Tháng 5 năm 2000, một bệnh nhân 17 tuổi mắc hội chứng Hikikomori đã chạy trốn khỏi bệnh viện tâm thần, cướp xe buýt sau khi làm hại một hành khách. Ông Hideaki Kumazawa, 76 tuổi, cựu thứ trưởng Bộ Nông lâm Ngư nghiệp Nhật Bản hồi năm 2001, cựu đại sứ Nhật tại Cộng hòa Séc giai đoạn 2005-2008 đã thừa nhận việc tự tay kết thúc cuộc đời con trai mình là Ichiro, 44 tuổi, vì không muốn con trở thành kẻ sát nhân sau khi nghi ngờ Ichiro được cho là mắc hội chứng Hikikomori, trạng thái tâm thần bất thường. Vụ án gây chấn động dư luận Nhật Bản cho thấy một góc khuất trong xã hội Nhật Bản. Tỷ lệ thất nghiệp ở mức 36,2% chắc chắn là nguyên nhân chính dẫn tới hiện tượng Hikikomori. Bên cạnh đó, cũng vẫn phải kể tới những áp lực về vấn đề việc làm, tư tưởng trọng nam khinh nữ ăn sâu trong tiềm thức của người Nhật. Những áp đặt, so sánh và sự nhạy cảm trong tâm hồn người Nhật cũng là những tác nhân gây ra hội chứng này.
Đó cũng là lý do mà những nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng ngày càng có nhiều người lớn tuổi Nhật Bản mắc chứng xa lánh xã hội và không thể tìm ra cách tiếp cận sự giúp đỡ. Có nhiều trường hợp bố mẹ 80 tuổi phải chăm sóc những người con mắc hội chứng Hikikomori đã 50 tuổi của họ, một hiện tượng được gọi là vấn đề 80-50. Khi cha mẹ quá già yếu, những người con Hikikomori của họ vẫn bất lực khi phải vật lộn để tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác. Họ hoàn toàn phụ thuộc vào số tiền mà cha mẹ để lại, cũng như những lợi ích từ an sinh xã hội của họ để duy trì cuộc sống. Văn hóa cú đầu. Bạn chắc hẳn sẽ thắc mắc tại sao văn hóa cú đầu, nét đẹp truyền thống của người Nhật lại được đưa vào video này phải không? Trước tiên, mình phải công nhận rằng đây là một trong những nét đẹp văn hóa của Nhật Bản. Người Nhật từ trước tới nay luôn dùng cách này để thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau hoặc để chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi và khi cần sự trợ giúp. Cũng như nhiều quốc gia châu Á khác, xã hội Nhật Bản rất quan trọng thứ bậc, tôn ti trật tự. Đây là một yếu tố rất quan trọng trong giao tiếp. Đầu càng cú thấp càng thể hiện được sự tôn trọng, lòng biết ơn hay sự trang trọng của bản thân. Thế nhưng, có những chuyện không phải cứ cúi đầu mà xin lỗi là xong. Gần đây là vụ của cố thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, nhà chính trị tâm huyết của Nhật Bản, bị ám sát sau 2 tiếng súng. Trong khi đó, người vệ sĩ đi theo ông thì vẫn còn đang ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đáng nói hơn là nghi phạm chỉ đứng cách đó có 2 mét. Thế nhưng phía vệ sĩ thì không hề có cảnh giác và nhạy bén trong vấn đề an ninh cho cố thủ tướng. Sau đó, thì cảnh sát trưởng tỉnh Nara đã cúi đầu xin lỗi và thừa nhận là có vấn đề trong việc bảo vệ cựu thủ tướng Shinzo Abe. Lần thứ hai, khi mà xe của cảnh sát Nhật Bản đâm vào xe hộ tống phu nhân cố thủ tướng Shinzo Abe, họ cũng cúi đầu xin lỗi. Năm 2015, sau khi sản phẩm của công ty Takata gây ra sự cố lỗi túi khí khiến 8 trường hợp tử vong và hơn 100 người khác bị thương, dẫn đến những vụ thu hồi xe lớn nhất trong lịch sử ngành sản xuất ô tô, CEO của Takata cũng chỉ cúi đầu xin lỗi trước người thân của nạn nhân và truyền thông, chứ chưa có hành động cụ thể nào đưa ra nguyên nhân cho sự cố này. Vụ việc liên quan tới bé gái Việt Nam bị sát hại tại Nhật hay vụ nam thanh niên Việt Nam bị đánh tới mức không qua khỏi trên cầu ở Nhật, những gì mà chính phủ Nhật Bản làm cũng chỉ là cúi đầu xin lỗi, và kẻ thủ ác thì vẫn chưa phải đền tội. Còn rất nhiều những câu chuyện về cái cúi đầu xin lỗi của người Nhật khiến cho hình ảnh cúi đầu truyền thống của nước này không còn là một biểu tượng đẹp đẽ nữa. Nó giống như cách thức xin lỗi được chưa, để qua nhanh vấn đề. Vì thế, nếu bạn nghĩ rằng một đất nước văn minh như Nhật Bản cũng sẽ thực thi công lý một cách công bằng thì bạn đã nhầm rồi. Thứ mà bạn nghe được nhiều nhất chỉ là một cái cúi đầu xin lỗi vì đã gây ra chuyện này, chứ không phải là sự trừng phạt thích đáng đến từ pháp luật. Chính vì lẽ đó, nét đẹp của văn hóa cúi đầu chẳng biết từ bao giờ đã trở thành một cụm từ để chế giễu các hành động của người Nhật. Tất nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, không phải tất cả người Nhật Bản đều có tính cách hay hành động như vậy, vì ở đâu cũng có người rít và người rát. Tuy nhiên, nó là những mặt tối thực sự tồn tại trong xã hội Nhật. Xứ sở hoa anh đào không phải chỉ có màu hồng như cái tên của nó, đôi khi là hồng tím lẫn lộn nữa.